Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 Công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Lò Đúc để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý hiệu quả. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người điều khiển xe máy, ô tô có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy và ô tô, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 30K397XX do ông TVB ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu ông B không chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem, liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông bê chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông bê vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg trên 1 lít khí thở. Tiếp đến, khoảng 14 giờ 40 phút, tổ công tác yêu cầu ông KVD, sinh năm 1970, quê Hà Nam, điều khiển xe máy biển số 90H485.XX, dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, vi phạm của ông D là 0,036mg trên 1 lít khí thở. Phân trần với tổ công tác, ông D cho biết sáng cùng ngày ông có uống vài chén rượu, ông không ngờ tới chiều trong cơ thể vẫn còn nồng độ cồn. Khoảng 15 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế LQH, sinh năm 1970 ở Hà Nội, điều khiển xe máy biển số 30F467.XX, có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế X vi phạm ở mức 0,252mg trên 1 lít khí thở. Anh Hát cho biết trước cùng ngày cơ quan anh tổ chức khai xuân, anh đã uống một chén rượu, sau đó do phải giao hàng gấp nên anh đã điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn. Với mức vi phạm trên, cả ba người này sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng một người, bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc. Chiều cùng ngày, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã kiểm tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây đều là các trường hợp tài xế xe máy vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho hay, ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát còn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn. Theo số liệu của Công an Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023. Trong dịp Tết vừa qua, Công an Hà Nội đã tổ chức 14 tổ công tác 141 và 22 đội công tác thành lập các tổ kiểm tra cùng với Công an các quận, huyện vào cuộc kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn. Thời gian tới, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia đơn vị chuyên môn từ khía cạnh y tế về nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia, các giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông việc đề xuất được căn cứ từ khía cạnh y tế như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông Cục đề nghị các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến và gửi các đề xuất nội dung quy định về cục trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đây là cơ sở để nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở khi lái xe. Mới đây, trao đổi với báo chí trong cuộc họp do Bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho hay, Bộ Y tế ủng hộ việc xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông Khoa cũng cho hay, Ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp Bộ Y tế đang tiến hành thống kê so sánh các số liệu này và sắp tới sẽ có con số cụ thể số vụ tai nạn giao thông giảm ra sao. Bày tỏ quan điểm cá nhân về việc xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vượt ngưỡng, ông Khoa cho rằng cần nghiên cứu xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tham khảo thêm quy định các nước trên thế giới để đưa quy định sao cho hài hòa, phù hợp với bối cảnh thực tế, ông Khoa nói. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi rất ủng hộ việc ban hành các quy định để phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, việc quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn là không hợp lý. Theo quan điểm của luật sư Trần Văn Giới, việc lạm dụng rượu bia mới gây tác hại còn việc sử dụng một liều lượng nhỏ thì không tới mức gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng tham gia giao thông. Hơn nữa, theo số liệu của các cơ quan chức năng thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chứ không phải tất cả mọi trường hợp tai nạn giao thông đều do người tham gia giao thông có nồng độ cồn đến mức phải cấm tuyệt đối như vậy, luật sư Giới cho hay. Cũng theo luật sư, thông tin từ nhiều phương tiện cho thấy, nhiều trường hợp ăn một số loại thực phẩm trái cây hoặc uống thuốc khi thổi nồng độ cồn vẫn vượt mức không, mặc dù không hề sử dụng bia rượu. Nếu điều này được các xác nhận bởi các cơ quan chuyên môn chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thì chúng ta không nên có quy định cấm tuyệt đối như vậy bởi quy định như vậy là chúng ta đang phòng chống tác hại của rượu bia trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo phương châm tha xử phạt nhầm còn hơn bỏ sót quy định này khi áp dụng trên thực tế có thể gây ra rất nhiều tranh cãi và gây bức xúc rất lớn cho những trường hợp bị xử phạt mà không sử dụng rượu bia luật sư trần văn giới nói thêm sau khi nghị định 120/2019ndcp sửa đổi tại nghị định 123/2021ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ năm 2020 đã nhận được nhiều ủng

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định với ngưỡng nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện đã bị phạt. Những quy định khắt khe về nồng độ cồn đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông, thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của nhiều người dân. Tuy nhiên, hiện các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về cồn tự nhiên trong cơ thể. Việc lấy ý kiến chuyên môn về y tế đối với nồng độ cồn trong máu, hơi thở được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan chuyên môn có thêm các cơ sở đề xuất xác định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế Mazda cho dừng xe giữa đường, sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều. Người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới sau đó quay về ô tô, nhấn ga đi thẳng. Khi tài xế này gây hấn, lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị rước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách. Không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì, tuy nhiên thái độ hung hăng của tài xế Mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Đúng là cả giận mất khôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ, tài khoản định Nguyễn bày tỏ các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu. Đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận. Minh Trần viết Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng bên cạnh đó chỉ huy công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân triệu tập các bên liên quan khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí